Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép xin ghép nhé, thủ công. Theo các bạn biết thì Apple đã fix tất cả các lỗi lỗ hỏng của xin ghép thần thánh. Thì bây giờ chúng ta gắn sim vào không được. Đây mình sẽ thử gắn cái sim không có sim ghép. Đây là một phiên bản máy lock. Đây, bắt chúng ta kích hoạt. Nó sẽ không là tí được sim nhé. Bây giờ chúng ta tiến hành gắn sim ghép vào. Sim ghép này các bạn có thể dùng sim ghép thần thánh hoặc là sim ghép cũ đều được. Chúng ta sẽ làm thủ công. Các bạn muốn muốn làm thủ công thì bắt buộc phải biết cái máy này là thuộc nhà mạng nào nhé. Ví dụ Gia là máy của Nhật thì các bạn sẽ phải biết chính xác được cái nhà mạng Nhật, cái máy này hiện tại là nhà mạng nào. Rồi. Khi gắn sim ghép vào máy sẽ bắt kích hoạt. Chúng ta sẽ không có vào được ở trong giao diện này chứ. Thì bấm nút home. Rồi bấm gọi khẩn cấp. Rồi chúng ta nhập cái mã lệnh là sao 5005 sao 7672 sao 00 thăng. Bấm phím gọi nha các bạn. Rồi, không được chúng ta thử lại 5005 7672 sao 00 thăng sao 5005 sao 7672 sao 00 thăng. Rồi, vào đến đây thì chúng ta có thể chọn nhà mạng. Chọn nhà mạng, đây có mạng Viettel, Vina, Mobi, chúng ta bỏ qua. Rồi tính từ dòng USIT rồi xuống đến cuối cùng. Phần trên này là tất cả các nhà mạng của Mỹ, châu Âu. Phần GA, AU, GB, Japan, Docomo là nhà mạng của Nhật. Theo như cái máy này của mình thì mình đã kiểm tra từ trước. Đây là máy của nhà mạng Shopping thì mình bấm vào Shopping. Và nếu mà các bạn muốn biết cái iPhone của mình đang thuộc nhà mạng nào thì mình sẽ cho cái link bên dưới để các bạn check nhé. Rồi mình chọn Shopping. Rồi mình chọn 3G, 4G, SIM card, menu mode. Rồi chấp nhận. Rồi chúng ta thoát ra. Rồi thử lại. Rồi ok.
Thì như thế này, chúng ta đã vào được và sim đã nhận đại siêu sóng. Với cách này chúng ta có thể IT sim nhưng sóng sẽ không ổn định như các bạn. Ở phôi sim 4G này sóng không ổn định, tìm kiếm tại cho mạng ổn định đó. Rồi, như thế chúng ta thấy ở mạng Viettel sóng đã lên nhưng mà chưa có cái vạch sóng nào. Chúng bấm bấm vào đây, ứng dụng SIM, chọn dòng số 5 nha các bạn, Region SIM Single. Rồi chúng ta bấm số 5 Back to Unlock Status. Rồi chúng ta cứ bấm thử lại. Rồi đợi cho sóng nó ổn định rồi các bạn có thể tiến hành nghe gọi. Rồi cảm ơn chào tất cả các bạn. Các bạn nhớ subscribe và cho mình một like nha.